Hello everybody, welcome to our class today. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 5, chào mừng các em đến với lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Today we will learn review 2. Với bài học ngày hôm nay, cô sẽ giúp chúng ta hệ thống lại những kiến thức mình đã học từ Unit 6 đến Unit 10. Ok, and now let's start with Unit 6. Vậy ở Unit 6 chúng ta đã được học gì nào? Ở Unit 6 các em đã được học cách hỏi và trả lời về môn học ở trường đúng không nào? Ok, vậy để biết bạn mình có bao nhiêu môn học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đặt câu hỏi: How many lessons do you have today? Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sử dụng I have cộng với các môn học chúng ta đã học. Ok, now for example, look at this. So how many lessons do you have today? 1, 2 and 3. So you say I have 3 Math, Science and English. Ok. Cũng ở Unit 6 chúng ta đã được học cách hỏi và trả lời về thời khóa biểu. Alright. Vậy để hỏi về mức độ thường xuyên một tuần bạn có bao nhiêu lần một môn học nào đó, chúng ta sẽ đặt câu hỏi gì? How often do you have cộng với tên của môn học. Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sử dụng I have it cộng với frequency expressions. Đó chính là những cụm từ chỉ mức độ thường xuyên. For example, look at this picture. So what subject? English. So how do you ask? How often do you have English? Alright. And to answer, you can see 1, 2, 3, 4. 4 times a week. Alright. So we say, I have it 4 times a week. Alright. Now listen again and repeat. How often do you have English? I have it 4 times a week. Như vậy cô vừa giúp chúng ta ôn tập lại kiến thức của Unit 6 đúng không nào? And now let's move on Unit 7. Vậy ở Unit 7 các em đã được học gì nào? Ở Unit 7 các em đã được học cách hỏi và trả lời về cách học các kỹ năng trong bộ môn tiếng Anh đúng không nào? Vậy để biết bạn mình đã luyện tập một kỹ năng nào đó như thế nào, chúng ta sẽ đặt câu hỏi How do you practice? Cộng với kỹ năng đó. Và nhớ cho cô, đằng sau cụm từ practice, sau động từ practice, chúng ta sẽ dùng verb in. How do you practice speaking? How do you practice listening? Ok. Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sử dụng chủ ngữ I đi với hoạt động của mình, hoạt động giúp mình củng cố kỹ năng gì đó. For example, how do you practice speaking English? So, I speak English every day. I speak English every day. Alright. Cũng trong Unit 7, chúng ta đã được học cách hỏi và trả lời về lý do tại sao học tiếng Anh. Vậy để biết bạn mình lý do tại sao bạn mình học tiếng Anh, cô sẽ đặt câu hỏi gì? Why do you learn English? Và trả lời cho câu hỏi với why, chúng ta sử dụng because. Because I want to. Cộng với một hoạt động mà mình muốn làm. For example, look at this picture. So, why do you learn English? Because I want to sing English songs. Okay? Because I want to sing English songs. So that is the reason. Đây chính là lý do cho việc học tiếng Anh. And now let's move on Unit 8. Vậy với Unit 8 chúng ta đã học gì nào? Chúng ta học về cách hỏi và trả lời về câu chuyện mà bạn mình đang đọc. Vậy để biết bạn mình đang đọc câu chuyện gì, chúng ta sẽ đặt câu hỏi What are you reading? Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sử dụng I'm reading cộng với tên của câu chuyện. Now look at this. So what story? Snow White and the Seven Dwarfs. So answer my questions. What are you reading? I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs. Okay? Cũng ở trong Unit A, chúng ta đã được học cách hỏi và trả lời về tính cách của các nhân vật trong các câu chuyện, đúng không nào? Vậy để biết về tính cách của các nhân vật, chúng ta đặt câu hỏi What? Cộng với tên của nhân vật, like. Và trả lời cho câu hỏi này, các em sử dụng his or she's cộng với tính từ mô tả tính cách. For example, who's he? Aladdin. Vậy bây giờ để biết tính cách của Aladdin như thế nào, cô sẽ đặt câu hỏi gì? What's Aladdin like? And now answer me,
What's Aladdin like? He's generous. He's gentler. Okay? Okay, now let's move on unit 9. Vậy ở unit 9 chúng ta đã được học gì nào? Chúng ta được học cách hỏi và trả lời về các loài động vật mình đã thấy ở sở thú, đúng không nào? Vậy để biết bạn mình đã thấy loài vật gì ở sở thú, chúng ta sẽ đặt câu hỏi. What did you see at the zoo? Và để trả lời cho câu hỏi này, em sử dụng I saw cộng với tên của động vật mà mình đã thấy. For example, with this picture, what did you see at the zoo? I saw monkeys. I saw monkeys. Okay? Cũng ở trong unit 9, các em đã được học cách hỏi và trả lời về hoạt động của những loài động vật ở sở thú khi chúng ta ở đó. Alright? Vậy để biết những loài động vật đó đã làm gì khi chúng ta ở sở thú, chúng ta đặt câu hỏi What did the cộng với tên của loài vật do when you were there? And to answer this question, we use they and the activity in the past. For example, what animal? Lions. So I will ask, what did the lions do when you were there? All right? And you say, they roared loudly. They roared loudly. All right? And now let's move on to the last unit. That's unit 10. Vậy ở unit 10 chúng ta đã học gì? Các em có nhớ không nào? Đó chính là các ngày hội. Okay, so ask and answer about the days. Vậy ở trong unit 10 chúng ta đã được học cách hỏi và trả lời về thời gian diễn ra các ngày hội. For example, look at this. What day is it? Sports day. So how do you ask? When will sports day be? Để biết ngày hội thể thao diễn ra khi nào, cô sẽ đặt câu hỏi. When will sports day be? And look at this. So you can see Friday. So it will be on Friday. It will be on Friday. Cũng trong unit 10, chúng ta đã được học cách hỏi và trả lời về các hoạt động diễn ra trong ngày hội thể thao. Vậy để biết bạn mình sẽ làm gì, dự định làm gì về ngày hội thể thao, cô sẽ đặt câu hỏi gì? What are you going to do on sports day? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sử dụng I'm going to cộng với một hoạt động nào đó. For example, look at this picture and answer my question. What are you going to do on sports day? I'm going to play football. I'm going to play football. Alright? Như vậy, cô vừa giúp chúng ta hệ thống hóa lại tất cả những kiến thức mình đã học từ Unit 6 cho đến Unit 10. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các hoạt động trong IC Book để luyện tập và củng cố hơn về những kiến thức này nhé. Review 2. 1. Listen and tick. Okay, with the first activity, you will practice listening skill. Ở hoạt động đầu tiên, chúng ta sẽ luyện kỹ năng nghe. Nhiệm vụ của các em sẽ là listen and tick. So let's see the picture first. Number one, picture A, you can see what subjects? Math, Vietnamese, English, and music. Picture B, Vietnamese, math, English, and science. Picture C, you have Vietnamese, English, math, and IT. Vậy qua quan sát chúng ta có thể thấy ở cả ba picture đều có ba môn học, đó chính là Math, Vietnamese and English. Vậy điểm khác nhau giữa ba picture này chính là Music, Science or IT. Vậy các em sẽ tập trung vào các từ khóa đó. Number 2, picture A. Chúng ta thấy bạn Nam đang làm gì? Watch English cartoons on TV. Alright. Picture B. Thì bạn làm gì nào? Speak English with friends. And picture C, read English stories. Vậy đây là các việc mà bạn Nam đã làm để luyện tập các kỹ năng khác nhau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nghe xem bạn ấy luyện tập kỹ năng gì và bằng cách nào. Ok, now let's listen. 1. How many lessons do you have today, Guan? I have 4. Maths, Vietnamese, English, and IT. 2.
Ok, như vậy ở number one chúng ta có thể nghe rõ ràng. Môn học còn lại đó chính là môn IT. Vậy chúng ta chọn picture C. And now number two. You are very good at speaking English, Nam. Thank you, Akiko. How do you practice speaking? I speak English with my friends every day. So what can you hear? Speaking, all right? Speaking skill, and I speak English with my friends every day. So that's a picture B. Như vậy cô vừa phân tích chỉ ra những sự khác nhau, chỉ ra các từ khóa chúng ta sẽ nghe được. Vậy nếu như các bạn chưa nghe được những từ khóa cô vừa nói thì các con sẽ nhấn play để nghe lại trước khi nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. Now let's see. Well done. And now let's move on activity 2. 2. Listen and number. Ở hoạt động này chúng ta cũng được củng cố kỹ năng nghe. Và nhiệm vụ của mình là listen and number. Nghe và đánh số. Vậy hãy cùng cô phân tích các picture. Picture A, bạn Nam đang cầm trên tay cuốn sách tiếng Anh. So, maybe he is talking about English, alright? Picture B, bạn Tom đang đọc một cuốn truyện, đó chính là Snow White. So, Snow White and the Seven Dwarfs, alright? Picture C, they are watching English cartoons on TV, alright? Tom and Jerry, maybe. And picture D, they are playing badminton. Ok. Như vậy chúng ta vừa phân tích các picture. Bây giờ hãy cùng cô nghe và đánh số. Listen and number. 1. How do you practice listening? I often watch English cartoons on TV. Great. Let's watch cartoons together. So it's very clear, watch English cartoons on TV. So number one must be picture C. How about number two? Two. What are you going to do on sports day? I'm going to play badminton. I like badminton too. Let's play together. Okay. So it's very, very clear. Play badminton, sports day. So that's the number two, picture D. Tương tự như vậy, các em sẽ nghe và tìm ra các từ khóa để hoàn thành number three and four. Cô hy vọng các em có thể làm tốt bài tập này. And now let's move on activity three. Three. Listen and take yes, why or no. N. Ở hoạt động này cũng là kỹ năng listening, tuy nhiên nhiệm vụ của chúng ta lần này là nghe và xác định những câu sau đây là đúng hay sai, yes or no. Ok, vậy với dạng bài tập này, điều đầu tiên trước khi nghe, các em sẽ phải tìm cho cô từ khóa, có nghĩa là từ các em cho rằng có thể đúng hoặc sai. For example, number one, Tom saw some gorillas at the zoo yesterday. Vậy thì trong câu này, theo các em, câu nào, từ nào là từ có thể thay đổi thông tin? À, gorillas, alright. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung xem có đúng là Tom đã thấy gorillas ở sở thú hay không. Number two, Nam's going to play football on sports day. À, vậy trong câu số 2, từ các em cần tập trung là từ football. Xem thử có đúng là Nam sẽ chơi football hay là chơi một môn thể thao khác vào sport day, ngày hội thao. Ok, như vậy cô vừa hướng dẫn chúng ta cách tìm kiếm thông tin khóa. And now let's listen and tick yes or no. 1. Where did you go yesterday? I went to the zoo. What did you see at the zoo? I saw a big elephant and some other animals. Did you see any gorillas? Yes, I did. I saw some gorillas. They were really funny. Như vậy với phần nghe vừa rồi, các em thấy Tom có thấy những con gorillas ở sở thú không? Yes, I saw some gorillas. All right.
So the number one is yes. How about number two? Two. Where will sports day be, Nam? It'll be at my school. What are you going to do on that day? I'm going to play table tennis. À vậy bạn Nam nói gì? I'm going to play table tennis, so not play football. Do you like playing table tennis, Tony? No, I don't. I like playing football. Ở câu này các em lưu ý chúng ta vẫn nghe cụm từ play football đúng không nào? Tuy nhiên đây là câu trả lời của bạn Tony và chúng ta căn cứ vào chủ thể Nam's going to. Vậy chúng ta xác định câu này là No, Nam's going to play table tennis, not football. Đây là một bài tập khá mới mẻ và khó đối với chúng ta nên các em có thể bấm play để nghe lại lần thứ hai để chắc chắn câu trả lời của mình là đúng trước khi bấm submit nhé. Well done. And now let's move on activity 4. 4. Read and write. Ở hoạt động này chúng ta sẽ được củng cố kỹ năng đọc hiểu và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đọc một đoạn văn bạn Nam viết về môn học yêu thích của bạn cũng như cách để bạn củng cố kỹ năng của mình. Và chính là môn English. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe cô đọc qua đoạn văn nào. My name is Nam. I go to school from Monday to Friday. I have math and Vietnamese every school day. I have English 4 times a week. English is my favorite subject. I practice reading by reading English comic books and story books. Now I can read Aladdin and the Magic Lamp in English. I practice speaking by talking to my foreign friends. Every day I practice writing English by sending emails to my friend Hakim in Malaysia. I learn English because I want to watch English cartoons on TV. Ok, như vậy chúng ta vừa đọc qua đoạn văn bạn Nam viết về môn học tiếng Anh của bạn cũng như cách các bạn đã củng cố các kỹ năng như thế nào. Bây giờ hãy cùng cô trả lời các câu hỏi. Number 1. How often does Nam have English? Ở bài tập này thì các em chú ý cho cô sự thay đổi về chủ ngữ. Trong đoạn văn bạn Nam sử dụng chủ ngữ là I. Tuy nhiên khi chúng ta trả lời các câu hỏi về bạn Nam thì chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ là he. Và cùng với chủ ngữ he thì động từ của chúng ta phải chia ở số x. So let's see, how often do Nam have English? So Nam say, I have English 4 times a week. And we write, he has. I have, but he has it 4 times a week. All right. Next one. Question number 2. What storybook can he read in English? So let's see. Now I can read Aladdin and the Magic Lamp in English. Yes. So the answer is he can read Aladdin and the Magic Lamp in English. Yes. Number 3. How do he practice speaking? Vậy đây trước khi tìm kiếm thông tin, chúng ta sẽ trả lời. He practices. Em lưu ý. Practices speaking by. Luyện tập bằng cách nào? Chúng ta dùng nghĩa từ by. So let's see. I practice speaking by talking to my foreign friends. Thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? He practices speaking by talking to. Ở đây bạn Nam nói là my foreign friends. Tuy nhiên khi các em trả lời với chủ ngữ he thì chúng ta sẽ sửa thành his foreign friends. Ok, tương tự như vậy chúng ta sẽ trả lời hai câu còn lại, number 4 và number 5. How does he practice writing? Thì chúng ta có thể tìm trong my practice writing. So where?
I practice writing English by sending emails to my friend Hakim in Malaysia. So you say, he practices writing by sending emails to his friends Hakim in Malaysia. And the last one, why does he learn English? So we say with because he wants. Louis đọc từ want sẽ thêm s với chủ ngữ là he. Because he wants to watch English cartoons on TV. Ok. Như vậy cô vừa hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi số 4 và số 5. Các em sẽ tự mình thực hiện, sau đó nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. And now let's move on to the last activity. 5. Write about you, then tell the class about it. Ở hoạt động này, các em sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân mình, sau đó hãy nói lại cho cả lớp, tường thuật lại cho cả lớp về những câu hỏi này. Number 1. How often do you have English? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ bắt đầu với I have it. For example, I have it 4 times a week. Okay. Number 2, how do you learn English? Vậy câu hỏi này hỏi chung chung bạn đã học tiếng Anh như thế nào, bằng cách nào? Thì các em có thể trả lời một kỹ năng bất kỳ. For example, I learn English by reading English comic books. It is okay. Or I learn English by watching English cartoons on TV. Như vậy chúng ta có thể trả lời các cách mà mình đã sử dụng để học tiếng Anh. Number 3, what's your favorite book? So, you can say is or my favorite book is. For example, my favorite book is Snow White and the Seven Dwarfs. So, who is the main character? She is Snow White. What's she like? She's kind. Đây là những mẫu câu chúng ta đã học rồi, vì vậy cô sẽ hướng dẫn và các em sẽ tự mình thực hiện hoạt động này. Number 4, what did you see at the zoo last time? So, để trả lời cho câu hỏi what did you see, chúng ta sử dụng I saw the monkeys, okay? What are you going to do on sports day? So, I'm going to play football, for example. Như vậy, cô vừa hướng dẫn chúng ta cách trả lời, các em sẽ tự mình thực hiện hoạt động này, sau đó nói cho cả lớp nghe về kết quả của mình, okay? Cô chúc các em sẽ thực hành thật tốt những bài tập còn lại. Ok, như vậy thông qua các hoạt động trong IC Books, các em đã được một lần nữa luyện tập và củng cố các kiến thức đã học từ Unit 6 đến Unit 10. Bây giờ về nhà, các em hãy ôn lại cho cô tất cả những từ vựng cũng như những mẫu câu mà mình đã học từ Unit 6 đến Unit 10. Hãy làm lại các bài tập trong IC Books và chuẩn bị cho bài mới Unit 11, Lesson 1. It's time to say goodbye. Bye bye, see you later.